Tháng 7 vừa qua là cao điểm của bệnh tay chân miệng, nhiều nơi trên cả nước ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng nhanh, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 8, một tin vui đã đến với các bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, đó là trong tuần này, 3.000 chai truyền dịch Globulin miễn dịch điều trị bệnh tay chân miệng sẽ về đến Việt Nam. Cùng với đó, 21.000 ống thuốc tiêm hoạt chất Phenobarbital đã được nhập khẩu. Ngày 31 tháng 7, thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và sự nỗ lực của các doanh nghiệp kinh doanh dược. Hiện nay, thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã xác định được nguồn cung cấp đảm bảo nhu cầu điều trị bệnh đang có diễn biến theo chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Liên quan tới các thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đối với dịch truyền globulin, miễn dịch, Cục Quản lý Dược cho biết, tiếp theo, việc nhập khẩu 6.000 chai truyền dịch globulin miễn dịch được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Duy Anh nhập khẩu vào tháng 6 năm 2023. Dự kiến trong tuần này, công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ nhập khẩu thêm 3.000 chai dịch truyền globulin miễn dịch trên tổng số 15.000 chai đã được cấp phép nhập khẩu. Hiện việc nhập khẩu đã sẵn sàng, chỉ phụ thuộc vào việc sắp xếp chuyến bay trong thời gian sớm nhất có thể. Đối với thuốc tiêm chứa hoạt chất phenobarbital, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và hiện công ty đã nhập khẩu thuốc về Việt Nam với số lượng 21.000 ống. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương liên hệ với các doanh nghiệp kinh doanh dược để kịp thời cung ứng thuốc trên cho nhu cầu điều trị. Việc xây dựng kế hoạch, dự trù và đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh là yếu tố quan trọng nhất trong việc đảm bảo nguồn cung thuốc do đó các cơ sở khám chữa bệnh cần tăng cường trách nhiệm trong việc đảm bảo cung ứng thuốc xây dựng nhu cầu thuốc trong thời gian tới đặc biệt là các thuốc hiếm không có sẵn cung cấp thông tin để các doanh nghiệp kinh doanh dược chủ động trong việc tìm kiếm nguồn cung xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc